Khánh Thi bị nói hết đát, Ngọc Thanh Tâm mắng sốc anti fan. Động thái mới đây của Ngọc Thanh Tâm giữa scandal của Khánh Thi đã nhận về sự chú ý lớn. Dạng sáng ngày 28 tháng 8, Khánh Thi có cuộc livestream gây chấn động mạng xã hội. Cô ngồi trong bóng đêm ho khóc, nói những câu hoảng loạn, không rõ ràng về nội dung như: Mọi người đừng đi ra nha, đừng tin gì hết nha, ở đây sống không nổi đâu, bị lừa rồi, đừng tin ai. Người hâm mộ bình luận Trấn an, hỏi lý do nhưng Khánh Thi vẫn khóc không giải thích gì thêm một lát sau có người đứng sau khánh thi bật đèn lên và tắt livestream thay cô đến thời điểm hiện tại người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về vụ việc đang gây xôn xao ở bài đăng của nữ kiện tướng rất nhiều người vẫn tiếp tục động viên ngoài những ý kiến bày tỏ sự quan tâm bất ngờ xuất hiện một chiếc còm khó me phụ nữ đẹp đến mấy rồi cũng đến lúc hết đắt thôi trước bình luận chói tai khánh thi không lên tiếng nhưng đàn em ngọc thanh tâm đã bày tỏ bức xúc hộ cô viết trên trang cá nhân mới đọc được bình luận này của một anh nam trên bài viết về chị khánh thi phụ nữ đẹp đến mấy rồi cũng đến lúc hết đát thôi lạy chúa tôi phụ nữ như mật ong và rượu ý anh ạ à. mật ong vì ngọt ngào cần chữa cái gì cũng cần tới và rượu vì càng uống càng say càng nghiện và quan trọng là không bao giờ hết đát nếu là đồ xịn đồ tốt chia sẻ của Ricky giải thành gây chú ý lớn trách người kia an nói vô duyên họ cũng hết lời khen ngợi sự khéo léo đáp trả của thanh tâm vốn nổi tiếng thẳng thật nên Ngọc Thanh Tâm không ít lần đáp trả những ý kiến kém duyên của anti-fan. Hay như mới đây, khi mở quy và A giao lưu cùng mọi người, ái nữ nhà đại gia Thủy Sản bất ngờ được một tài khoản khuyên nên nghỉ chơi với Đàm Vĩnh Hưng. Lý do người này đưa ra là vì lo lắng cô sẽ mất gia tài vì ông Hoàng Nhạc Việt. Trước sự quan tâm được đánh giá có phần kém duyên, Ngọc Thanh Tâm cũng đã có cách đáp trả khiến mọi người nể. Bình luận được nhận xét là khá kém duyên từ tài khoản. Cụ thể, Nữ diễn viên quay hẳn clip bình tĩnh cho hay, thật ra hiện tại, tâm nói gì cũng rất là nhạy cảm nên không dám nói hay bình luận gì cả. Sau đó, cô đọc hai bình luận được fan ra mặt mắng té tát người kia, núp dưới gầm giường nhà người ta hay gì mà nói chuyện như đúng rồi vậy. Ủa bạn là người quen của chị Tâm hay chú Hưng mà nói chuyện như biết rõ lắm vậy bạn? Cách đáp trả của Ngọc Thanh Tâm được netizen khen ngợi, cho rằng Zikid đã có phản hồi cực nét nhẹ nhàng mà thâm thúy trước suy diễn kém duyên các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé